Chào mừng các bạn đã đến với phòng chơi Minecraft Sinh Tồn 1.14 của mình. Ở trong tập trước thì mình đã bắt tay vào làm một dự án mới, đó chính là cái máy farm nông sản. Và trong thời gian mà mình rảnh đó các bạn, thì mình đã đi cào hết cái mớ đất ra để trồng cà rốt, kiểm tra xem anh dân làng có chịu làm việc cho mình hay không. Thì anh ấy không hề làm việc cho mình, không chịu làm việc cho mình các bạn ơi. Và sau đó thì mình đẩy anh dân làng xuống địa ngục để cho anh ấy bỏ nghề đó bạn. Rồi đẩy ngược phía lên trên thì anh ấy đã nhận được cái vườn của mình. Và sau đó thì anh ấy cũng có trồng cho mình những củ cà rốt đầu tiên, nhưng mà tốc độ rất là chậm luôn. Như các bạn có thể thấy thì ở đây nè, cà rốt đã mọc lên hết rồi. Để mình sang đi ngủ cái. Cà rốt thì đã mọc lên hết rồi nhưng mà anh ấy không chịu đi thu hoạch. Và đi thu hoạch thì rất là chậm luôn. Lâu lâu á thì mình lúc mà mình kia treo máy để kiểm theo dõi anh ấy á các bạn, thì lâu lâu anh ấy cũng có đi vô trong này nè, vứt cà rốt cho anh dân làng ở phía trong. Nhưng mà cái sản lượng của cái máy này nè bạn, nó rất là chậm luôn. Mình đã cảm thấy những anh dân làng trong Minecraft phiên bản 1.14 này nó khác với phiên bản 1.13. Những anh dân làng làm việc rất là chậm chạp luôn, rất là lười biếng, cứ đi vòng vòng đứng ngó ngó chơi chơi vậy không nè. Chắc là mình phải tạm ngưng cái dự án này ở đây thôi bạn ơi. Mình không muốn mất quá nhiều thời gian cho một cái máy mà cho ra sản lượng thấp. Sau này á mình sẽ nghiên cứu, và nếu mà tìm được cái thiết kế nào mà cho ra sản lượng tốt hơn thì mình sẽ quay trở lại để chỉnh sửa ha bạn. Còn ở tập hôm nay thì mình sẽ có một ít công việc ở dưới cái máy farm Calatan của mình. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị một số vật liệu cần thiết để mình xuống dưới cái máy farm Calatan của mình nha bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở dưới máy farm Calatan. Mình đã trở lại, đang trên đường đi xuống dưới cái máy farm Calatan này các bạn. Và mình đã chuẩn bị những thứ cần thiết nha bạn. Redstone nè, về vật liệu xây dựng. Mình sẽ ở tập ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu là làm một cái hệ thống lọc đồ cho cái máy farm Calatan đó bạn. Chứ bữa giờ chưa có làm cái hệ thống lọc đồ để sau này có treo máy á các bạn, thì nó không sợ bị full gương ha. Ở dưới này thì mình đã dọn dẹp cái khu này ra nè để chuẩn bị cho cái tập ngày hôm nay. Mình sẽ làm một cái hệ thống lọc đồ để full gương chứa ở bên đây ha. Ở đây thì mình sang mình để cắt đồ bớt vô cái rương nào đó đi. Mấy cái rương này là mình để đồ của mấy con Calatan đó bạn. Như này sắt đây rồi, để đại vô đây đi. Mình sẽ bỏ hết đồ vô, sau đó mình sẽ coi cái gì mình cần mình lấy ra. Ôi hình như mình thiếu cát linh hồn nữa rồi. Cát linh hồn để chuyển đồ từ dưới lên trên đó các bạn. Không có cát linh hồn ở đây. Thôi thì để lát nữa mình sẽ lên trên mình lấy. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào xây dựng máy thả nè. Máy thả đợt trước mình làm còn dư ra. Bây giờ thì mình sẽ đào xuống bên dưới. Đào xuống bên dưới này. Mình coi hopper nằm đây nè. Mình sẽ đào xuống dưới 2 ô đi. Đó. Mình đào xuống dưới bên dưới 2 ô. Nha, chỗ này là cái hopper thì phải. Đúng rồi, cái hopper ở đây. Vậy mình phải đào vô phía trong. Đào rộng rộng ra cho đỡ dễ ha bạn. Đào rộng ra đi. Mình sẽ đặt cái máy phân phát, cái máy thả ở dưới này bạn. Máy thả ở đây nè. Thả ra đây rồi nước chảy vô trong. Cần phải có cái hopper chỉ vô, chỉ xuống. Lấy cái hopper. Mình lấy cái hopper để chuyển đồ xuống bên dưới nè. Còn cái hopper nè, vật liệu xây dựng, sử dụng đá đây, là redstone, đuốc redstone và cái gì nữa không, cái cầu thang mang theo đi, đuốc heo nữa nè, đem xuống dưới xây dựng. Mình sẽ lấy gạch đá ra để làm điểm tựa ở đây một cái. Phía bên trong là một cái hơi bị chật chội ha. Cái quần. Ở đây một cái ba chấu nè, sau đó là một cái cục đá tạo thêm ra. Và có cục than nữa. Ở đây mình sẽ đặt cái một cái ton vô. Sau đó là một cục bình thường. Ở đây thì mình sẽ cần có một cái đào đây ra đứng dễ cho dễ. Có một cái hai chấu các bạn. Cái bộ lập đá đỏ vô trong. Cái hệ thống này là cái hệ thống mà chuyển đồ bắn đồ các bạn, để kích hoạt cho cái máy phân phát này, máy thả này các bạn. Khi mà cái máy thả này nó có đồ thì phát hiện cái tín hiệu redstone. Tín hiệu redstone sẽ truyền qua đây và truyền vô trong kia và kích hoạt cái máy này chạy ha. Đây mình sẽ test thử cho bạn xem. Đó, nó đã hoạt động, nó đã thả cho mình những món đồ ha. Bây giờ thì mình chỉ cần nối cái hopper của từ trên này xuống dưới đây là nó sẽ hoạt động thôi. Cho nên là bây giờ mình chưa nói giỏi đâu các bạn. Bây giờ mà mình nói vô là nó sẽ bắn đồ tùm lum ra hết ngoài này ha. Cho nên là cứ từ từ, chưa có gì phải gấp gáp, không cần phải gấp gáp đâu. Mình sẽ đào chỗ này ra một chút nữa. Mình sẽ sử dụng đá kia đi, đá nhẵn đó. Đây rồi,
Ta nhận để ấp xuống bên dưới cho nó đẹp. Bên đây sẽ có 4 ô. 4 ô mới đẹp. Cái đường ống chuyển lên đó các bạn. Đường ống chuyển lên cần có 4 ô. Đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Giờ đánh nằm ở đây. Thì cần phải dần dẫn đường nước qua đây. Ở đây mình sẽ ốp lại đi. Đó, nước sẽ đi qua đây. Quẹo vô đây. Rồi đi lên trên. Ở đây thì mình cần có một cái cục cát linh hồn nữa các bạn. Đó, mình đào xuống để mình dễ nhớ ha. Còn ở trên này thì mình cứ quay một cái ô tròn. Vô cái gì đi, đó. Sau đó thì mình sẽ lấy kính, đi lấy kính. Mình lấy kính, mình kéo cái ống lên trên. Và hình hơi bị ít kính rồi nè, không biết đủ hay không. Sẽ kéo một đường ống lên phía bên trên. Chắc là cao đụng cái sàn ở bên trên luôn hả bạn. Nhanh chóng kéo ống lên. Kéo cái ống bốn cạnh. Có một cái ô trống ở giữa nha bạn. Cái ô trống này để lát nữa mình bỏ nước vô bên trong đó. Wow, yếu rồi yếu. Hệ thống trong cái hệ thống chuyển đồ lên trong Minecraft phiên bản 1.14 các bạn, nó rất là đơn giản luôn. Bởi vì nó có cái cục sỏi địa ngục có thể đẩy nước lên trên ha, cho nên dễ ha. Hình như nó có hồi từ lúc mà 1.13 rồi thì phải. Cái sỏi địa ngục đẩy nước lên trên đó, đẩy những vật phẩm lên trên, cái phèo lên trên đó. Nó có từ 1.13. Nếu mình biết. Hình như là bên cái cây lóc mình cũng có sử dụng rồi. Nó đẩy hẳn lên trên ha. Bây giờ thì mình sẽ đi lên trên của nhà mình. Lên trên nhà mình các bạn, mình lấy sỏi địa ngục thì mình quên bay theo rồi. Bây giờ sẽ nhanh chóng đi lên trên. Trên này cầu thang thì vẫn chưa làm được nữa. Chắc là trong tập ngày hôm nay mình cố gắng làm luôn cái cầu thang bằng nước hả bạn. Tại vì ở tập trước, những tập trước thì có bạn kêu mình là sử dụng các linh hồn để làm cái cầu thang lên á, thì mình vẫn chưa làm. Cố gắng ở tập ngày hôm nay mình sẽ làm luôn và trang trí cái khu vực ở phía bên ngoài của cái máy farm Calatan các bạn, cho nó tươm tắt nhìn nó dễ coi hơn ha. Wow, trên này trời tối luôn rồi nè. Nhanh chóng đi vô nhà. Mình đi vô nhà lấy sỏi linh hồn, sau đó là sẵn tiện ngủ luôn chứ. Còn chặt cả là tình tiết hiện rồi đó. Gipper nữa kìa, trời ơi. Cái kinh khủng rồi. Trời, Calatin nữa kìa. Rồi, tiêu rồi, thôi anh ơi. Ây da, hụt, xí hụt, xí hụt. Né, né, né. Thật là nhanh vô trong nhà ngủ liền. Ngủ liền, ngủ liền. Sau khi ngủ dậy thì mình sẽ nhanh chóng lấy các linh hồn. Cái linh hồn cần đâu đó 4 cục đi, lấy nhiều nhiều đi. À, đá phát sáng lấy theo để trang trí cho đẹp nữa bạn. Trong thời gian mình rảnh thì mình đã xuống dưới địa ngục các bạn, mình đào khá mang về đào các linh hồn nè. Các linh hồn không có đào, đào chỉ đào có đá phát sáng thôi, với lại mắc ma đó bạn. Mình đi xuống dưới Nether địa ngục á, mình tìm cái pháo đài Nether nhưng mà mình vẫn chưa tìm được, mình toàn là tìm thấy đá phát sáng không à, cho nên sẵn tiện là mình đào mang về luôn. Ây da, nó bắn đào quá. Mặc giáp sắt mà nó bắn đau dữ vậy á. Trời, kinh khủng vậy. Nó bắn kinh khủng luôn á. Pháo đài Nether thì trong cái phần chơi 1.14 này của mình rất là xui, mình tìm hoài mà chưa có. Sau này chắc chắn là phải cố gắng tìm được một cái rồi. Đừng có chết nha. Nhảy xuống cái lỗ này cũng nguy hiểm lắm các bạn. Nhảy xuống là không được di chuyển, bấm phím gì hết đâu. Bấm phím là coi như đi luôn á. Rồi, mình sau khi mình nhảy xuống mình lại phát hiện ra là hình như mình quên thứ gì đó. Không, mình đã có tảo bẹ. Tảo bẹ ở đây rồi. Mình quên đem theo cái xô rồi, cái xô có không? Hình như có. Đây nè, cái xô đây rồi. Hên quá. Nước bên đây, nước bên đây, nước vô tận của mình bên đây rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái cầu thang. Wow. Sử dụng cái cầu thang để leo phía bên trên. Leo phía trên đổ nước vô đó các bạn. Ở đây mình sẽ đổ nước vô nè. Ở đây thì mình sẽ đào xuống một ô nữa đi. Mình sẽ đặt các linh hồn. Không, mình sẽ không đặt các linh hồn sớm đâu, mình sẽ đặt con biển lên. Con biển sẽ đi. Cố gắng đưa vô. Con biển sẽ đi thẳng lên phía bên trên. Thì lên phía bên trên này, sau đó thì mình đập bỏ đi để mình có được cái ô nước hoàn chỉnh ha. Rồi nó trồng ở tấm ngoài này luôn. Bây giờ thì mình sẽ đặt các linh hồn xuống bên dưới. Cố gắng di chuyển vô trong, đặt xuống. Ở đây thì mình sẽ tạm thời bích lại. Sau đó là đào ra. Để cho nước không tràn ra ngoài. Ủa sao? Wow.
Lỗi rồi, chết rồi, sao giờ? Như vậy là không được rồi nè. Căng rồi đây. Nước nó chảy ngược vô phía bên trong rồi các bạn ơi, như vậy là không ổn, không được. Mình cần có một cái thay đổi. Mình chắc là phải dời cái máy phân phát, cái máy thả này ra, cái máy phân phát này vô trong gần cái ống nước luôn á các bạn. Như vậy thì hơi bị căng cho mình luôn. Có cách nào dời vô sát đây được hay không? Bắn thẳng vô cái đường ống đẩy lên liền luôn các bạn. Chứ bởi vì mình chưa có băng nén á bạn, mình không thể nào mà làm cái đường ống quẹo qua quẹo lại được ha. Bởi vì đây mà đào ra là nước chảy vô nè, để dẫn đường nước vào vô, mà nước nó chảy ra thì hai cái nó sẽ đối lập với nhau, để xung khắc á, nó sẽ làm món đồ mình nằm ngay chính giữa chứ không đi vô cái đường ống ha. Cho nên là mình phải bắt buộc là phải làm một cái đường ống vô đây. Khó khăn ha, có thì cũng phải làm thôi. Mình sẽ đào cái to này ra đi và chuẩn bị cho một cái công việc mới kinh khủng hơn, đập cái chỗ này ra nước chảy tầm lum nè. Mình sẽ đập ra rồi đi vô đó là nó phụt mình lên trên luôn á. Mình phải đặt một cái máy phân phát ra, máy thả ra, một máy phân phát chứ, cứ lộn máy phân phát với máy thả cái luôn á. Ôi không được, không được, ở đây đâu rồi, rồi bơi được luôn nè, trời ơi phải quay mặt nó vô trong mới được nha bạn. Cố gắng di chuyển ở trong này rất là khó di chuyển luôn. Rồi nước nó đẩy mạnh quá. Rồi ơi lại không được. Đâu rồi? Bắt chỗ này lại cái. Ở đây. Đặt ở chỗ này ra đi. Mình đặt để có điểm tựa đó các bạn. Đâu rồi? Trời ơi. Khó khăn. Khó khăn. Rồi ok. Như vậy là mình đã tạm ổn, bây giờ mình sẽ ốp lại. Bên đây luôn. Ốp là cho nó đúng hết đi. Ở đây là phải sử dụng gạch đá nè. Ở đây rồi, mình sẽ làm y như nãy các bạn, sử dụng mạch so sánh. Mạch so sánh nè. Đào bên đây ra thêm. Trả lại cây đuốc cho nó sáng ở đây cái đã. Ở đây phải có một cái bộ lọc. Bộ lọc mình làm phía bên đây trước để thôi lát nó vướng đường đó các bạn. Đó. Ở đây thì mình cần có một cái cục block, block gạch. Block gạch sau đó là block. Đây, rồi một cái cục redstone đây. Ui. Bây giờ mới khó nè. Cách chuyển hopper xuống. Hopper thì chuyển xuống bên đây. Làm sao để chuyển được qua phía bên trên đó các bạn thì mới được. Đó giờ kích cái hopper vô đây nữa là ok rồi đó. Nhưng mà tạm thời như vậy đi. Mình phải lên trên để xây dựng. Và hopper hơi bị ít. Rồi thiếu sắt nữa rồi. À có sắt đây nè. Có sắt và có gỗ. Gỗ thì mình sẽ sử dụng loại gỗ nào làm đây. Có sẵn gỗ này làm luôn. Làm bằng hai loại gỗ luôn hả bạn. Bạn giúp tạo đâu rồi, đây rồi. Mình sẽ làm thêm gương chứa nè. Sử dụng hết gỗ để làm gương chứa đi. Wow. Còn 5 cái gỗ cắt vô. Mình sẽ lấy thêm vật liệu để xây dựng. Ô xây dựng bằng gạch đá cho đỡ tốn kém. Gạch đá thì dễ kiếm hơn là cái cục đá nhẵn kia ha. Ở đây thì mình sau khi mà mình đào thêm một ôm nữa đi. Trên này có gì hay không? Không có gì hết. Sẽ đào thêm một ô trên nữa cho nó trống. Mình không biết có cần phải nâng cấp nó lên thêm cao lên hay không để chứa được nhiều hơn hay không nữa để. Wow. Như nhảy cái hồi chắc chết đó. Nếu mà ở đây thì nó hơi thấp, hơi ít, chứa hơi ít đó bạn. Nếu mà nâng cấp cao quá thì nó sẽ cao hơn cái trần bên đây. Mà nó cao hơn thì cũng được thôi, chơi luôn. Đào thêm lên hả bạn. Ăn cho no cái đã, cho hồi máu để té chết luôn á. Ở đây mình sẽ đào thêm lên. Wow, ở trên có một cái hang động bạn ơi. Mình sẽ đào thêm lên trên thêm một hai ô nữa đi. Hai ô để mình có thêm cái khoảng không để mình để cái gương đó bạn. Chắc chồng cái gương lên được nhiều hơn. Như vậy thì sẽ chứa được nhiều đồ hơn ha. Tạm thời đập một mới ra thôi. Đập nhiều quá, lát ốp lại mệt. Ở đây thì đập ra luôn đi. Có cục đá củi này kỳ vậy. Phía bên trong nó tới hui. Mình sẽ cắm nước vô. Đó, ôi ơi, xém té. Ở đây thì mình sẽ kéo cái ống lên. Ống lên thêm chút nữa.
Ở đây thì mình sẽ cho đường nước lắm, mình cho đường nước đi ra bạn, đẩy ra phía bên đây. Ở bên đây thì mình cần có một cái hopper. Cái hopper để hút vô cái hệ thống lọc đồ bạn, cái lọc đồ bằng Redstone sao mình quên mất tiêu rồi. Để mình nhớ lại coi. Mình cần có một cái ai da. Khó khăn nè. Lượm đồ là cái đã. Ở đây mình sẽ cần có hai block. Cái hopper sẽ chỉ ra ngoài nè. Ở đây nè, cái hopper chỉ ra ngoài. Dưới này là một cây đuốc redstone. Đó, đuốc redstone sẽ đặt đây. Mình sẽ đặt vô luôn cho nó dễ hình dung. Như vậy không đẹp, mình phải ra thêm một ô nữa đi bạn. Ra thêm một ô nữa, sau đó đặt cái nút redstone lên, bỏ trong phòng trong này đi. À cứ để vậy đi, cũng được, không sao. Ở đây có thêm một cái cục nữa nè, sau đó ra đây. Ở trên này thì cần có một cái cục nữa. Đúng không? Trên này. À thêm nữa mới được, vậy là không đúng. Thêm một block nữa, đó, mình mới tới cái chỗ này. Mình sẽ đi lên trên để đặt xuống những cái mặt đá đỏ xem coi có đúng chưa. Mình cần có thêm một cầu thang. Đặt lên. Sao kỳ vậy? Ủa? Trời, tay cầm cái mặt đá đỏ mà đòi đặt xuống. Ở đây mình sẽ có một cái bộ lọc, một mặt so sánh nè. Sau đó là redstone. Redstone đi xuống dưới đây luôn. Đi xuống dưới đây là chỗ đâu đó dưới này. Ở dưới này nè các bạn. Ở dưới này cần có một cái mặt cái gì? Cái bộ lọc đó các bạn, bộ lọc cái hai cháu đó. Hai cháu. Đặt cái hai cháu ở đây. Rồi. Như vậy là tạm ổn. Bây giờ mình sẽ lên đặt cái hopper ra ha. Hopper mình có 3 cái ha. 3 cái và 9 cái rương. Wow. Chắc phải làm thêm rương rồi bạn ơi. Mình sẽ sử dụng gỗ đen đi, gỗ đen cũng khá là dễ kiếm cho nên là sử dụng luôn. Quất cho một mớ gương luôn. Copper hình như trên ở trên gần mấy không chắc mình còn nhiều lắm. Gỗ đen chừa lại đi. Mình làm thêm copper nè. Quất luôn. Đi lên trên đặt cái copper xuống. Copper của mình sẽ chĩa ra phía bên ngoài. Mình đặt một block kiến ở đây đi. Và một cái block đá đây, sau đó mình sửa cái ùa. Không đúng, không đúng. Ở đây còn có cái hopper chĩa vô phía bên trong chứ. Chĩa vô bên trong mặt bộ lọc nè, máy so sánh chứ, bộ lọc so sánh. Sau đó là ở dưới còn có những cái rương. Thì dạ, quá trời điểm kinh nghiệm luôn mà. Mấy anh chó sói làm gì cho mình rất là tốt luôn. Mấy anh chó sói này nè các bạn. Thôi, đợi lát mình nói nhiều thứ quá. Các bạn sợ các bạn quên cái phần bên đây nha. Bên đây thì mình tiếp tục đặt cục đá ra để tựa cái rương đó bạn. Đặt cái rương xuống nha. Wow. Như vậy không được. Để đặt bên đây để tựa vô nè. Khó vậy đó. Cái rương bây giờ khó đặt lắm. Đó vậy mất chịu á. Đặt bỏ đi. Ở dưới này mình sẽ đặt thêm rương xuống. Nữa. Lại quên. Phải đè ship vô cái mặt của cái rương thì mới được. Khó khăn vậy đó. Như vậy là mình đã có được một cái hàng rương đầu tiên. Bây giờ mình sẽ lên trên. À không, cần phải đi lên trên đâu, mình đứng dưới này cũng được luôn. Đứng dưới này sẽ đặt cái hopper vô. Đó. Ở bên đây mình sẽ đặt rương y như trên kia lên trên ha. Đặt sẵn cái rương đi. Mình sẽ làm cái hệ thống lọc đổi hai cái kế bên đó. Rồi ở đây thì mình sẽ ấp rương từ phía trên xuống luôn. Ở đây thì sau khi có cái đầu tiên ở bạn, mình tựa vô thì mình làm dễ lắm. Nhưng có cái khuôn rồi đó thì cứ việc tựa vô mà làm thôi. Để leo lên đặt cái bộ lọc đá đỏ ở đây. Sau đó ở dưới này thì cần phải có một cái nước nha. Cần có cái nước rồi lên trên. Lên trên mình sẽ đặt cái mặt so sánh. Mặt so sánh ở phía bên trên này. Thật là nhanh chóng luôn. Qua dướng đầu rồi phải đặt thêm đây nè. Ui không cho đặt. Đó. Ở đây mình cần có một cái hopper chĩa vô trong cái mạch so sánh. Rồi. Ở đây thì redstone. Không có gì khó khăn. Sau khi có được những thứ cần thiết, mình sẽ kéo cái đường kính ra. Ra tuốt bên ngoài này luôn. Đào thêm ra đi. Ra tuốt phía bên ngoài luôn. Hồi nãy lên mà quên lấy kính.
lên đúng lấy đúng có mỗi cái cục cá linh hồn xuống cái đầu sông à, thì khổ tôi đâu đâu cái gì đâu á. Bây giờ thì mình đã có được cái bộ lọc rồi, mình sẽ lọc những thứ gì để phải mình sẽ kiểm tra xem mình có những thứ gì từ con Calatin nha các bạn. Mình có nè cung tên nè, mũi tên đó các bạn, mũi tên và xương. Mà con Calatin có ngoài có gì ngoài xương thì mũi tên đâu, có cung nè, có giáp nè. Cung với áo giáp chắc là mình sẽ làm thêm hai cái hàng gương bên đây để chứa ha bạn, bởi vì cung với áo giáp á, cây cung á, cái cây cung này nè với lại áo giáp thì không thể nào mà sử dụng bộ lọc để lọc nó được, cho nên mình sẽ làm những cái kho để chứa hàng tồn ha. Cái hàng tồn kho này nè các bạn, mình có thể sử dụng đá mài này để mà loại bỏ cường quá để lấy điểm kinh nghiệm, và cây cung cũng như vậy. Sau khi mà loại bỏ được cường quá đó các bạn, mình sử dụng cái hệ thống này nè bạn. Hệ thống mình làm cái hopper này rất là đơn giản, nhìn chỉ là hopper nói vậy thôi. Mình để những cái món đồ mà sắt với vàng của mình đã mà loại bỏ cường quá lấy điểm kinh nghiệm rồi đó, mình lại tận dụng thêm một lần nữa, mình bỏ vô đây để nấu lên. Và vật liệu để nấu đó chính là những cây cây cung đây, mình sẽ lấy lên mình lấy ra nấu thử nha. Đây là những cây cung, cây cung sau khi được loại bỏ cường quá y như những món đồ thì được bỏ vô trong cái rương này, nó sẽ chuyển vô bên trong để làm chất đốt nữa bạn. Như vậy là mình sẽ tận dụng được tối đa những tài nguyên mà mình có luôn đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lên trên để lấy thêm kính và xuống dưới đây làm thêm hai cái hàng gương nữa nha các bạn. Và mình kiểm tra xem trời tối hay trời sáng. Trời tối thui rồi mình sẽ đi ngủ, cái mình sẽ quay trở lại. Sau khi mà mình đã đi lấy kính nè bạn và sắt xuống đây để lát nữa làm hopper thì mình đã quay trở lại. Bây giờ mình sẽ làm hopper luôn. Hopper 5 cái. 5 cái hopper, phải làm thêm 5 cái hopper nữa đi là 10 cái luôn. Rồi 10 cái hopper. Sau đó thì mình sẽ sử dụng gỗ nè để làm thêm rương nữa, 8 cái rương. Quá ít, cần có thêm rương sử dụng luôn, hai stack dậy luôn, tốt luôn. Wow, bây giờ thì mình sẽ đặt mấy cái rương lên luôn luôn các bạn, đặt rương xuống luôn. Sau khi kéo được hai hàng rương thì mình sẽ đặt hopper xuống luôn, đứng dưới bên dưới đặt lên luôn nha các bạn, đặt từ phía bên dưới luôn. Đặt phía lên trên thì hơi cực á, khó lắm, cho nên đặt phía bên dưới luôn đi. Bây giờ sẽ lên trên, có đem nước hay không, mình sẽ lấy nước theo mang lên trên. Rồi lấy nước, mình sẽ ốp kính vô làm thành cái ống nước ở trên này. Mình cần có những cái hopper chĩa xuống nè, chĩa vô bên trong đi, chĩa vô bên trong để sau này có thể làm hệ thống lọc đồ thì cũng dễ hơn ha bạn. Sau khi lắp hopper vô thì mình sẽ ốp kính lại trước khi bắt đầu lắp hệ thống đường nước vô, thì phải ốp kính nước chảy được tới đâu. Wow, chạy tới đẳng luôn kìa bạn, ngon quá. Nếu như cần thiết nữa thì mình phải làm một cái hệ thống xử lý sau khi full gương đó bạn. Ok, như vậy là tạm ổn rồi ha. Ở trên nào trong bên trong này thì nó hơi tối, mình sẽ cắm đuốc vô để hấp sáng lên đó. Bây giờ mình sẽ trang trí sơ lại chỗ này, cái đã nhìn thấy ghê quá, đập cái giường đi, về cái giường đi chỗ khác. Ở bên đây thì những em chó sói nè bạn, mình đã nhân giống lên. Bởi vì khi mình treo máy đó bạn, mấy em chó sói này trong này nè làm việc quá sức hay sao đó bị chết, thấy cụp đuôi xuống này chuẩn bị lát nữa chết đó. Khi chết đó thì mình sẽ thay thế những em sói này lên ha, tại vì mình bây giờ thì mình chưa có thức ăn để cho mấy em sói ăn, cho mấy em sói hồi máu là đó bạn, cho nên là cứ để nó đi, cậy nó đi. Mình sẽ sử dụng đá này để ốp lên, ốp xuống vòng vòng bên dưới nè, kéo thành cái vòng luôn, leo lên trên, leo lên trên. Ở trên này thì mình phải sử dụng cầu thang bằng cái loại đá nhẵn này luôn ha, cầu thang bằng loại đá nhẵn luôn, 8 cái đi, ốp sao cho đẹp. Cái vấn đề là ốp sao cho đẹp đây thì được không, ốp xong rồi đi xuống dưới nhìn thử coi được không nha bạn. Qua đây kẹt cứng ngắc nè, nó đi chậm nha, à đi kẹt đầu á, sao đi chậm như rùa, rồi thấy ghê quá vậy. Thôi kệ đi, như vậy đi, bởi vì chỉ có ốp cái cầu thang vô thì mình mới có thể đi được ha bạn, di chuyển ở trong này ha. Ở đây thì mình sẽ kéo ra luôn, wow bé lịch bịch, đây kéo ra luôn đó, nhìn xuống dưới mình nhìn dưới thứ ra được không, cũng tạm ổn ha. Như vậy là bên trên nó cũng tạm ổn, mình sẽ đập cái cầu thang bỏ đi,
Trước khi đập cầu thang bỏ thì mình cũng cắm cái nước xuống cho nó sáng cái đã. Làm gì làm phải cầu sáng ở trên này mới được, tránh nó quái xuất hiện té nữa nè. Ở đây thì mình sẽ ốp ốp gạch này xuống đi. Rồi như vậy là ra bít lại. Có thể là mình phải vô bên trong để trang trí lại một chút ở bên trong đi bạn ơi, để thấy cũng kỳ quá ha. Ở bên trong này thì sử dụng gạch đá thôi được rồi, không cần phải quá cầu kỳ đâu, chứ gạch lịch tới trên luôn. Ở giữa mình sẽ sử dụng đá phát sáng cho nó sáng sáng lên cho nó đẹp lung linh lung linh. Đó, và những cái đầu trên này thì kéo qua luôn, kéo qua luôn đi. Đó, ok, nhảy xuống nhảy lên cái mất máu ghê. Wow, lùm là rồi, kiểm tra lại cũng tạm tạm hả bạn. Qua bên đó dưới cục kìa, thôi kệ đi, ở đây mình sẽ kéo qua luôn đi, trên này mình cũng kéo qua luôn, trên này mình sẽ ốp một cái sàn qua, kéo cái sàn qua. Ở đây có cái cầu thang để đi lên trên, mình đập bỏ đi, cầu thang thấy kỳ quá. À quên nữa, mình chưa bỏ đồ vô cho cái máy nó lọc đó bạn. Bây giờ mình sẽ lấy đồ bỏ vô hang xương nè, với lại mũi tên mình sẽ bỏ vô để cho cái máy nó lọc. Và vật liệu mình sử dụng đó là tảo bẻ đi, tảo bẻ là thứ để cho nó không bị trùng đó các bạn. Mình sẽ lên bỏ đồ để cho cái hệ thống nó nhận biết được là cần lọc những gì nha. Và bây giờ khó nè, ở đây thì mình sẽ có xương nè, dạ tảo bẻ. Ở bên đây thì mình sẽ lọc, không phải ôi lộn rồi. Và ở phía bên dưới lận, vậy là mình phải cần có thêm một cái hàng hopper ở trên này nữa nè bạn, để chuyển đồ qua hang. Thôi thì tạm thời bít ở chỗ này lại, mình sẽ đập những cái hopper này ra. Những cái hopper này cần phải chỉ xuống đúng chỗ của nó. Ở ngoài này thì có thể chĩa vô tường nè, nhưng mà đây phải chĩa xuống dưới. Và bên đây thì phải chĩa vô trong cái mạch so sánh đá đỏ. Đó, ở phía bên trên này mình còn có hàng hopper nữa ha. À không, không cần hàng hopper đâu. Như vậy mình cũng có thể sử dụng được bộ lọc nè. Bỏ vô và kéo ra. Nếu tên đã phát hiện, như vậy là ok đó. Ở đây thì mình sẽ cần có mũi tên nè, kéo ra. Khi mà nó chạy xuống tới một cái mức độ nào đó nó sẽ ngừng lại nha bạn. Ở đây thì mình sẽ đập đá ra. Đó, nước bắt đầu chảy ra, những món đồ sẽ di chuyển qua bên đây và đưa vô đây. Ở bên đây khoảng 41 cây là nó ngừng lại. 41 cây, khi mà lên 42 á, thì nó sẽ bắt đầu hút vô ha, cái hopper này hút vô và chuyển vô cái gương bên dưới. Hệ thống này thì cũng rất là đơn giản, rất là cổ lỗ sĩ luôn rồi, gần như chắc là ai sử dụng cái tone nó cũng biết rồi. Không nói nhiều cái vấn đề mà lọc đồ nữa. Bây giờ thì mình sẽ xuống bên dưới, ở bên dưới này mình chưa có lắp cái hopper vô cho nó hoạt động nữa. Đó, lắp hopper vô. Dạy đi. Đây thì ốp lại luôn. Thôi. À bên đây có cái rương cho nên nó không chạy được nè bạn. Lát nữa thì mình sẽ bỏ cái rương đi ha. Máy đã chạy chưa? Đó, đã chạy. Nghe tiếng chách 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 đó các bạn. Khi mà nghe được tiếng chách 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 thì cái máy đã hoạt động và nó đang bắn tên lên đó. Mình sử dụng cái máy thả, bởi vì cái máy phân phát đó bạn, nó sẽ bắn tên ra luôn á, nó không đưa tên cho mình đâu. Và theo mình hồi nãy mình set up á, thì cái rương này là cái rương chứa mũi tên này, mình sẽ kiểm tra xem đúng hay không nha. Và đúng y luôn. Giờ sẽ bỏ xương vô. Bỏ xương vô để kiểm tra xem nó có chạy đúng hay không. Xương thì bên rương này chắc chắn là có rồi, không biết có chạy lộn ở bên đây hay không. Đây là hồi nãy chưa có cài đặt hệ thống lọc á bạn. Và áo giáp với lại những thứ linh tinh sẽ chứa bên hai rương này ha. Còn bây giờ thì mình sẽ trang trí lại một chút ở đây. Cái trần trên này thấy gớm quá, mình phải ốp cái trần lại. Ở đây mình sẽ trang trí ngay chính giữa trung tâm. Qua nó số chẵn hả, nó số chẵn khó trang trí vậy. Rồi ở đó một cái lồng đèn là phải ổn rồi đó, bên đây cái lồng đèn trí từ lửa hết luôn các bạn ơi. Ở bên đây mình cần có một cái cầu thang chỉa ra, cầu thang bằng hàng rào đi. Mình sẽ làm một cái cầu thang bằng hàng rào. Trang trí nhanh lên, thời gian có hạn các bạn ơi.
đây rồi. Mình sẽ đặt một cái ở đây và đưa ra ngoài. Đặt cái lồng đèn xuống. Đó. Ok ha. Ở bên đây nè các bạn, rương này thì mình chứa những cái đồ câu cá của mình câu được á. Còn ở bên đây thì mình là một cái hệ thống xử lý. Và wow, ở trong ở bên sau này chắc phải ốp gỗ vô cho nó đẹp đi. Để thì gớm quá. Ở chỗ này là không mở gương ra được nữa nè, mình bỏ ra. Không ốp ở đó được. Rồi, như vậy là mình không còn nhìn đây nè. Rồi, ok. Như vậy là khá ổn các bạn. Ở bên trong này thì có thể nhìn thấy bên trong, nhưng mà sau này mình sẽ sử dụng trang trí là sao. Còn cái sàn này thì trang trí theo kiểu ngẫu nhiên luôn. Đào tầm lum hết luôn. Quăng đá cuội xuống các bạn ơi. Mình thích cái kiểu trang trí tầm lum. Không theo một cái quy luật nào hết đó các bạn. Chỗ này thì giữ nguyên vậy đi, chỗ này để hành hình cái gương á. Đuốc thì bỏ đi, coi có tối hay không. Chắc là cái hệ thống này phải lọc, cái hệ thống máy phâm nông sản mini này phải về chỗ khác rồi bạn ơi. Nhìn thấy kỳ quá à. Ở đây cái cầu thang đập bỏ đi, không còn sử dụng nữa nè. Áo giáp và những thứ cần thiết linh tinh đã đi vô đây. Tại sao lại có một xương nhận ấy vô đây này nữa. Nó chạy đúng nha. Có thể là nó chạy nhiều quá, nó chạy bị lỗi hay sao đó, không biết nữa. Nhưng mà cũng tạm ổn rồi. Do thời lượng video cũng khá dài cho nên mình sẽ tạm ngưng video tại đây nha các bạn. Kết luận của tập ngày hôm nay thì mình đã làm được một cái hệ thống lọc đồ cho máy phâm Calaten nè các bạn. Và trang trí sơ sơ cái chỗ này lại, nhìn nó cũng dễ coi hơn rồi ha. Ở trong những tập, ở trong thời gian sắp tới nếu như mà mình có treo máy ở đây thì mình sẽ không lo lắng thì có vấn đề bị full gương nữa. Còn về cái cầu thang máy đó bạn, chắc là mình sẽ đặt đâu đó ở đây trong thời gian mà mình rảnh ha. Cầu thang mà đặt cái các linh hồn phía bên dưới đẩy lên đó bạn, thì mình sẽ làm trong thời gian mà mình rảnh. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm ngưng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Ở tập tiếp theo thì mình sẽ bắt tay vào một dự án mới, đó chính là một cái máy farm slam đó bạn, farm con hói chất nhờn đó. Còn cái dự án farm nông sản của mình thì tạm ngưng tại đó nha, bởi vì sản lượng nó không được như ý. Thôi bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo. Bye bye.